Cô chào các con. Bây giờ chúng ta sẽ sang một chuyên đề mới, đó là chuyên đề tính nhanh. Đây là một chuyên đề các con thấy xuyên suốt trong quá trình chúng ta bồi dưỡng toán, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều. Và nếu như các con nắm vững chuyên đề này, các con sẽ dễ dàng giải được các bài toán tính nhanh. Vậy để giúp các con dễ dàng giải được các bài toán tính nhanh, cô chia các dạng tính nhanh làm một số dạng như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là tính nhanh có mấy dạng. Bây giờ chúng ta vào dạng thứ nhất, dạng 1. Dạng thứ nhất mà cô muốn giới thiệu với các con đó chính là rút thừa số chung. Vậy thừa số chính là nằm trong phép tính nhân. Vậy bây giờ các con thử xem, quan sát xem biểu thức của cô có đặc điểm gì. Cô có phép tính. Cô có biểu thức 24 nhân với 5 cộng 24 nhân 3 cộng 24 nhân 2. Các con quan sát biểu thức trên bảng của cô. Các con có thấy điều gì đặc biệt trong cái biểu thức này không? Đó chính là chúng ta quan sát thấy ba tích. Tích thứ nhất, tích thứ hai và tích thứ ba. Trong ba tích này các con lại quan sát tiếp cho cô xem ba tích này có gì đặc biệt không? Đó chính là có chung một thừa số thứ nhất là thừa số 24. Vậy tất cả thừa số 24 này nhân với 5, 24 nhân 3, 24 nhân 2 thì cô sẽ đưa thừa số 24 ra ngoài. Cô có thể viết 24 nhân với mở ngoặc 5 cộng với 3 cộng với 2 bằng 24 nhân với trong ngoặc các con dễ dàng cộng nhẩm được 5 cộng 3 bằng 8, 8 cộng 2 là 10. 24 nhân 10 thì cô coi như là chưa có chữ số 0 ở đây, cô nhân nhẩm. 24 nhân 1 bằng 24. Rồi cô viết thêm một chữ số 0 vào. Đây là cái cách nhân nhẩm mà chúng ta đã học ở lớp 3. Như vậy, ở dạng biểu thức này, các con cần chú ý cho cô. Chúng ta quan sát là xem là có mấy tích và các tích này có thừa số nào giống nhau thì chúng ta sẽ đưa thừa số đó ra ngoài để chúng ta làm thừa số chung. Thế nào? Bây giờ cô sẽ có ví dụ thứ hai của dạng biểu thức này. Cô có biểu thức 9 cộng với 9 nhân 3 cộng với 9 nhân 6. Các con quan sát biểu thức trên bảng. Ở đây chúng ta thấy mới có hai tích. Tích thứ nhất là 9 nhân 3. Tích thứ hai là 9 nhân 6. Hai tích này đều có chung thừa số 9, nhưng riêng chúng ta thấy ở số hạng đầu tiên chúng ta thấy chưa xuất hiện tích. Vậy thì các con biến đổi cho cô số hạng này thành tích của 9 nhân với một số nào đó mà kết quả vẫn bằng 9. Vậy chúng ta thấy là 9 nhân với mấy để vẫn bằng 9? Đó chính là 9 nhân 1. Cô có thể biến đổi bằng 9 nhân với 1. Như vậy 9 nhân 1 thì vẫn bằng 9. Vì thế kết quả của biểu thức này sẽ không có gì thay đổi. Cô viết tiếp tục viết lại 9 nhân 3 cộng 9 nhân 6. Lúc này cô đã có một tích, hai tích và ba tích. Ba tích này đều có chung thừa số 9. Đây các con quan sát. Ba thừa số 9. Vậy cô đưa thừa số 9 ra ngoài. 9 nhân với mở ngoặc. Tích thứ nhất, cô rút thừa số 9 ra ngoài thì còn 1. Cộng với tích thứ hai, cô rút 9 ra ngoài còn 3. Cộng tiếp với tích thứ ba, cô rút 9 ra ngoài còn 6. Như vậy, cô sẽ có 9 nhân 10 bằng 90. Vậy với cách tính nhanh là rút thừa số chung, chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện được các biểu thức một cách nhanh nhất. Đúng nào các con? Bây giờ cô có ví dụ khó hơn để giúp các con làm quen với biểu thức này. Cô có
213 nhân với 37 cộng với 213 nhân với 39 cộng 23 nhân với 213 cộng 213. Nhìn vào biểu thức của cô trên bảng, nếu như chúng ta chưa biết cách thực hiện tính nhanh như cô vừa hướng dẫn thì các con sẽ phải thực hiện một dãy các biểu thức, dãy các phép tính, rất là nhiều phép tính như vậy rất là lâu. Nhưng ở đây chúng ta đã học cách tính nhanh là rút thử số chung, thì các con trước khi làm các con quan sát cho cô. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện tích thứ nhất, tích thứ hai, tích thứ ba và số hạng cuối cùng. Chúng ta thấy ba tích này đều có thừa số là 213. Nhưng riêng số hạng cuối cùng mới chỉ có 213, chưa xuất hiện tích. Vậy các con biến đổi cho cô 213 này thành tích của 213 nhân với mấy đúng không? Mấy nhân với chính là nhân với 1 bằng 213 nhân với 37 cộng với 213 nhân 39 cộng 23 nhân 213 cộng 213 nhân 1. Sau khi biến đổi bước thứ nhất, chúng ta thấy đã có đủ điều kiện để rút thừa số 213 ra ngoài. Bây giờ cô cùng các con sẽ cùng đưa thừa số 213 ra ngoài. 213 nhân với mở ngoặc. Tích thứ nhất còn lại 37 cộng với tích thứ hai còn lại 39 cộng tiếp với tích thứ ba là cộng với 23 cộng với 1. Bây giờ các con nhẩm với cô, chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước. 213 nhân với, các con thử cộng cho cô xem bằng bao nhiêu. Ở đây chúng ta thấy 37 cộng với 39 sẽ bằng 76, 76 cộng với 23 thì sẽ bằng 99, 99 cộng 1 là bằng 100. Nhân nhẩm với 100, các con có thể coi như không có chữ số, hai chữ số 0. Chúng ta sẽ lấy 213 nhân với 1 bằng 213. Sau đó các con sẽ viết thêm hai chữ số 0 vào. Như vậy, cô giáo có số được kết quả là 21.300. Vậy qua ba ví dụ ở đây, chúng ta thấy để thực hiện được dạng tính nhanh rút thừa số chung, chúng ta phải quan sát biểu thức xem là các tích có thừa số giống nhau hay không, và chúng ta sẽ đưa thừa số giống nhau ra ngoài. Còn nếu mà trong trường hợp mà các thừa số chưa giống nhau thì chúng ta có thể biến đổi để đưa về dạng cơ bản chúng ta làm.